chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu chương trình là những thông tin thời sự đáng chú ý trong tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bệnh viện Đa khoa Y Dược Cổ truyền Phục hồi chức năng là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, có 150 giường bệnh kế hoạch và 255 giường bệnh thực kê. Trong thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Kết quả, đã khám bệnh cho 9.000 lượt người, điều trị nội trú cho 2.011 lượt bệnh nhân, đạt 52,8% kế hoạch, tăng 209 lượt người so với cùng kỳ năm 2022, và 51 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú, đạt 51% kế hoạch, thực hiện trên 29.000 mẫu xét nghiệm, đạt 62,3% kế hoạch năm, tăng 3.431 lần so với cùng kỳ năm 2022, chụp X-quang 3.398 lượt, đạt 74% kế hoạch, tăng 730 lần. Qua góp ý duy trì đường dây nóng đã tiếp nhận những ý kiến góp ý phản ánh của người bệnh đều được xem xét, ghi nhận chấn chỉnh và rút kinh nghiệm kịp thời. Tỷ lệ hài lòng chung là 100%, tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại đạt 100%, chỉ số hài lòng toàn diện đạt 100%. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đội ngũ viên chức và người lao động của bệnh viện tiếp tục đổi mới tác phong lề lối làm việc, rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường nghiên cứu khoa học, tập trung nâng cao chất lượng bệnh viện, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2023. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, sáng ngày 25 tháng 6, Thành đoàn Cao Bằng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, khối thi đua số 3 trực thuộc tỉnh đoàn, tổ chức chương trình ra quân cao điểm, tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hơn 150 đoàn viên, hội viên các đơn vị đã đi từng nhà, ra từng người để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tuyên truyền về tiện ích, ý nghĩa của ứng dụng VNEID nhằm thay thế những giấy tờ truyền thống. Vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cài đặt, đăng ký được trên 155.289 tài khoản định danh điện tử, trong đó kích hoạt được trên 84.856 tài khoản, đạt 37,1% so với chỉ tiêu. Thành phố vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hơn 80 người dân trên địa bàn phường Ngọc Xuân. Buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được truyền đạt 3 chuyên đề về những quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, những nội dung cơ bản của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật lâm nghiệp, quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các lực lượng và nhân dân về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quyền lợi của người tiêu dùng. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa An. Sau tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa An đã triển khai công tác quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác tập huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đều đảm bảo quân số, thời gian, kiểm tra kết quả các nội dung đều đạt khá trở lên. Kết quả thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có chuyển biến tiến bộ, hệ thống biển bảng chính quy được củng cố, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, học tập và công tác. Cùng với đó, đơn vị đã tích cực thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, bảo đảm chế độ tiêu chuẩn chính sách quân đội, chính sách hậu phương quân đội, công tác hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên. Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận những kết quả Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa An đã đạt được,
Qua đó cần tiếp tục duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động bảo đảm vật chất, hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu diễn tập và thường xuyên, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thể thao không chỉ phát triển trong các cơ quan đơn vị, mà nó đã phát triển trong từng khu phố, bản làng và gia đình. Mỗi người chọn cho mình một môn thể thao phù hợp và yêu thích. Môn đạp xe là một trong những môn được nhiều người lựa chọn. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên tổ chức các giải đua xe đạp. Đây không chỉ là hoạt động thể thao, mà qua giải còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, quê hương Cao Bằng. Ghi nhận tại giải đua xe đạp tỉnh Cao Bằng mở rộng, tổ chức tại huyện Hòa An. Huyện Hòa An được biết đến với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, được coi là vựa lúa lớn nhất của tỉnh Cao Bằng. Nơi đây còn nổi tiếng với những địa danh, di tích lịch sử, chứa đựng giá trị văn hóa dân tộc phong phú. Trước lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, những năm gần đây, huyện tập trung phát triển du lịch gắn với tổ chức các giải thể thao mở rộng. Qua đó nhằm thu hút quảng bá hình ảnh non nước và con người Hòa An đến với các vận động viên và du khách thập phương đến tham gia cổ vũ giải đua xe đạp. Họ lao như những mũi tên đi về phía trước. Để tạo độ khó, thử thách cho các tay đua, ban tổ chức đã phối hợp với hội đua xe đạp thể thao với vòng tay lớn miền Bắc khảo sát chất lượng, điểm đến của cung đường đua. Đặc biệt hơn, chặng đua còn được ban tổ chức sắp xếp đi qua các điểm gắn với những địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng như Đền Vu Lê, khu di tích lịch sử Nậm Lìn và các địa điểm di sản có địa chất. Điều này tạo nên điểm nhấn để các vận động viên có thể vừa thi đấu, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Các điểm đến được thiết kế phù hợp, được nhiều tay đua đánh giá là hấp dẫn, đủ độ khó để tổ chức giải thi đấu cấp khu vực. Em đến từ Hải Phòng. Hôm nay trước khi nhận được giải này em chuẩn bị rất kỹ rồi. Anh luyện tập khoảng tầm vài tháng trước rồi. Cung đường này là rất tuyệt vời anh ạ. Với lại chiều dài 38 cây làm anh em hôm nay rút đích là đứt cả xích luôn. Quá sức. Mặc dù cung đường đua không dễ dàng chinh phục, nhưng các vận động viên vẫn không từ bỏ. Tất cả vì mục tiêu, đó là về đích. Thậm chí có những vận động viên đã gặp phải sự cố không may trên đường đua, làm ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Thế nhưng họ vẫn vui mừng trước kết quả mà mình đạt được. Đến với giải xe đạp mở rộng của tỉnh Cao Bằng thì đầu tiên xin cảm ơn các ban lãnh đạo của tỉnh và huyện Hòa An, thị trấn Nước Hai đã tổ chức một giải đua rất thích là chuyên nghiệp, và đến với giải đua này thì chúng em với tinh thần thi đấu hết mình, học hỏi kinh nghiệm, thi đấu bằng cái tinh thần của một vận động viên thể thao. Giải đấu năm nay thì đường đua thì nó cũng như năm ngoái, nó có sự khốc liệt và bọn em là được thứ ba của giải trẻ và nhất của đồng đội trẻ. Rất may mắn là về đến bọn em về đến cách đích ở độ 20m là xe bị đứt xích, đứt mất xích. Nhưng mà vẫn được về thứ ba và rất là may mắn. Cùng với đó, cung đường đua dành cho các vận động viên nữ cũng không hề kém phần gian nan. Đối với bộ môn đua xe đạp thì ít có nữ đăng ký tham gia, bởi để chinh phục đường dài không phải ai cũng làm được. Để đạt được cần phải có thể lực tốt và sự mạo hiểm. Xuất sắc nhất ở nội dung nhóm tuổi trên 40 tuổi là vận động viên Đỗ Thị Thanh Hiền. Chị đã hoàn thành cung đường 28 km chỉ với 55 phút. Với thành tích này, một lần nữa giúp chị vững chiếc huy chương vàng tại giải đua xe đạp Cao Bằng mở rộng lần thứ hai. Đi đạp xe đạp thì cũng thích một lần đi đua để biết cái cảm giác đua xe. Thế và đi đua rồi thì ai cũng muốn là có một cái gì đó để đem về. Và hôm nay thì mình được... Ngoài cái sự nỗ lực ra thì cũng rất là may mắn là được về hạng nhất. Thế thì cái đấy là một cái điều rất là vui. Đường đua của Cao Bằng, nếu mà nói về đúng về một cung đường cho MTB thì nó là cung đường chuẩn của MTB, cũng không phải là cung đường đơn giản. Nó đủ cả các cái độ gọi là lên xuống và đường hỗn hợp, đường xấu. Đây là lần thứ hai mình đến.
và sẽ cũng nghĩ là cũng sẽ có hy vọng sẽ có nhiều lần đến nữa. Bởi đơn giản là khi mình cảm nhận thấy những cái gì mà thú vị thì mình sẽ có muốn đến lần thứ hai. Mỗi vận động viên có cảm nhận riêng về con đường đua, nhưng họ đều có chung một mục đích, đó là chinh phục. Khi đua, các vận động viên không chỉ phải vượt qua những thử thách trên đường, mà còn phải nỗ lực để vượt qua đối thủ của mình, biết làm chủ tốc độ để giành thành tích cao nhất. Thế nhưng dù thi đấu ở góc độ nào, thì họ vẫn giữ được tinh thần thể thao cao thượng. Trong cái top của tôi, đối thủ tay đua ngày hôm nay của tôi thì để mà nói thì vận động viên Đỗ Thị Thu Hiền là một trong những vận động viên mà cựu của tuyển Việt Nam, chị đã giải nghệ. Giải nào chị đi thì chị cũng là một trong những đối thủ mà rất mạnh, chị đã về giải nhất. Chúng tôi thì cố gắng vào trong top, thì tôi là một trong những vận động viên được vào trong top 5 của giải. Thì cố gắng hết sức mình để thành công của giải Cao Bằng ạ. Một điều ấn tượng đối với các vận động viên khi trên đường đua lần này, đó là sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Những cái vẫy tay, chào đón như tiếp thêm động lực để họ nhanh chóng về đích. Đây là cuộc thi về tốc độ, tiềm ẩn những rủi ro có thể xảy ra. Nên để đảm bảo an toàn, các vận động viên chủ động chuẩn bị vật tư y tế, đồ dùng cá nhân cần thiết. Bên cạnh đó, ban tổ chức bố trí lực lượng y tế theo đoàn, chăm lo để đoàn đua kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó là bố trí lực lượng tình nguyện viên túc trực hỗ trợ chăm sóc vận động viên ở đích. Từ sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất đến nhân lực phục vụ giải, công tác tổ chức được các vận động viên trong và ngoài tỉnh hài lòng. Cách thức tổ chức thì năm nay đã hoàn thiện hơn năm ngoái rất là nhiều và ban tổ chức rất là chu đáo. Thế và còn về con người rồi về cảnh vật thì thực sự là chỉ biết nói là một điều rất thú vị và đến một lần đều hầu như họ đều muốn đến lần thứ hai. Con người rất là thân thiện, người dân rất là nhiệt tình, ban tổ chức thì chu đáo, tình nguyện viên là hết mình, nói chung là rất tuyệt. Tôi là một vận động viên đến từ tỉnh Yên Bái, một trong những vận động viên mà xa nhất để đến với cái giải Cao Bằng này. Cảm nhận của tôi về con người và cung đường Cao Bằng ạ, về cung đường đua rất là đẹp, đèo nhiều và đồi núi thì phong cảnh và đẹp, đường đua rất là cung mà của MTB là tuyệt vời và con người Cao Bằng thì rất là mến khách ạ. Giải đua xe đạp Cao Bằng mở rộng năm nay thu hút 18 đoàn với 142 vận động viên của các câu lạc bộ xe đạp các tỉnh trong khu vực và địa phương. Các vận động viên thi đấu hai nội dung nam và nữ. Lộ trình thi đấu đối với nội dung nam nhóm 1 và nam nhóm 2 quãng đường dài 36,5 km. Nội dung nữ và nam nhóm 3 quãng đường dài 25,5 km. Đây là giải thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. 22 năm ngày gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023. Để chuẩn bị tốt cho giải, ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban chuyên môn, tiểu ban giúp việc phục vụ cho giải. Đặc biệt, mời các trọng tài quốc gia trực tiếp tham gia điều hành giải. Do đó, cuộc thi diễn ra công khai, minh bạch. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho cuộc thi, ban tổ chức phối hợp với các lực lượng công an phân luồng phương tiện giao thông. Từ nỗ lực của ban tổ chức và các vận động viên, giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây sẽ là động lực để huyện Hòa An tiếp tục làm tốt công tác tổ chức giải cho những mùa giải sau. Thực hiện cái kế hoạch số 117 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Hòa An, về phía huyện thì cũng đã tham mưu thành lập cái tiểu ban tổ chức và tỉnh thì cũng đã có thành lập cái ban tổ chức giải cấp tỉnh. Trên cơ sở đó thì cái công tác chuẩn bị cũng đã được các cái bộ phận được phân công đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện. Và đến thời điểm hiện nay thì giải đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mặc dù cái số lượng vận động viên của các cái câu lạc bộ tham gia cũng không lớn so với năm 2022 vừa qua. Tuy nhiên thì cái công tác tổ chức đảm bảo các cái nội dung liên quan đến cái công tác chuẩn bị thì cũng đã được triển khai một cách rất là đồng bộ và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Để chuẩn bị cho giải thì ban tổ chức cũng có tổ chức một cái
nội dung liên quan đến làm nóng sự kiện như là cái chương trình nghệ thuật để chào mừng cho giải. Bên cạnh đó thì ban tổ chức năm nay cũng có mời câu lạc bộ mô tô phân khối lớn của thành phố Thái Nguyên tham gia vào cái đảm bảo cái việc dẫn đoàn vận động viên trên đường đua để đảm bảo an toàn. Còn bên cạnh đó thì huyện cũng có tổ chức bố trí các cái gian hàng giới thiệu về cái sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp của địa phương để giới thiệu quảng bá đến các cái vận động viên cũng như là các cái du khách trong và ngoài tỉnh để tham gia giải đấu. Và các cái vận động viên tham gia lần này thì cũng có cái sự hứng khởi và họ cũng đã có những cái góp ý và đánh giá là chất lượng công tác tổ chức của giải năm nay chu đáo và đảm bảo an toàn. Mùa giải năm nay dù đã diễn ra thành công nhưng số lượng vận động viên tham gia ít hơn so với năm 2022. Để giải tiếp tục hấp dẫn, thu hút vận động viên ngoài tỉnh tham gia, ban tổ chức sẽ thiết kế lại cung đường đua mới, tạo độ khó, đáp ứng sở thích mạo hiểm của các tay đua. Nếu mà tiềm năng mà mình muốn thúc đẩy về xe đạp và kết hợp với văn hóa du lịch thì mình đôi khi mình cũng phải thay đổi cái địa điểm một chút để nó tạo lên cái thú vị và cái sự khám phá cho người ta, không những đến đây chỉ đạp xe mà nhân tiện người ta sẽ được du lịch, nó sẽ thấy thú vị. Và nếu mà được thay đổi một chút chút thì cũng tốt. Chứ còn thực ra tiềm năng của Cao Bằng thì có rất là nhiều cái cung mà để mà đi cũng rất là đẹp, rất là phiêu, đủ độ để thi đấu. Trong một giải đấu, bao giờ cũng có người chiến thắng, người thua cuộc. Thế nhưng dù kết quả thế nào, thì các vận động viên vẫn vui vẻ và tự hào vì mình đã không bỏ cuộc, hoàn thành quãng đường đua đầy khó khăn. Niềm vui của những tay đua là được chinh phục con đường có độ khó và mới mẻ. Cung đường đi qua các di sản văn hóa tại huyện Hòa An đã để lại ấn tượng trong lòng các vận động viên. Những đóng góp cho mùa giải sẽ là tiền đề để ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện, tạo ra những giải đấu hay hơn, hấp dẫn hơn. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu trao đổi chiến lược, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố và định hướng cho sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ hai nước. Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 do WEF phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức tại thành phố Thiên Tân. Đây là hội nghị có quy mô lớn thứ hai sau hội nghị WEF Davos. Thông qua hội nghị lần này, Việt Nam mong muốn quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, truyền tải thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam, nắm bắt những vấn đề, xu thế mới của kinh tế thế giới, trao đổi về tư duy phát triển và quản trị ở tầm toàn cầu, khu vực và quốc gia trong bối cảnh kinh tế thế giới có chuyển biến sâu sắc, qua đó nâng cao vai trò tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-WEF ngày càng hiệu quả, thực chất, tăng cường hợp tác với các tập đoàn toàn cầu và khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhằm tiếp tục củng cố môi trường quốc tế thuận lợi, thu hút các nguồn lực bên ngoài, phục vụ phát triển đất nước. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã họp phiên bế mạc. Đánh giá về kết quả kỳ họp, một số đại biểu cho rằng kỳ họp đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Đánh giá cao việc bố trí sắp xếp kỳ họp thành hai đợt, giúp các cơ quan có thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và một số báo cáo khác theo quy định. Thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và các nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Quốc hội đối với hai nội dung rất quan trọng. Một là việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia. Hai là việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quy định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo tờ trình của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng mạnh hơn đã dẫn tới sụt giảm nguồn cung gạo trên thị trường toàn cầu mạnh nhất trong 20 năm qua. Mức chênh lệch lớn so với nhu cầu tiêu thụ gạo đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực. Thống kê cho thấy thị trường gạo toàn cầu dự kiến sẽ thiếu hụt 8,7 triệu tấn giai đoạn 2022-2023, phản ánh mức giảm lớn nhất trong hai thập kỷ. Hiện nay, ước tính có khoảng 3,5 tỷ người trên thế giới phụ thuộc vào loại lương thực này. Riêng hai khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức tiêu thụ đạt tới 90% lượng gạo toàn cầu. Do ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của biến đổi khí hậu, nhiều nơi đã xảy ra nắng nóng kéo dài, gây hạn hán và thiếu nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp. Trong khi đó, ở một số nơi lại chứng kiến lượng mưa quá nhiều, gây lũ lụt nghiêm trọng. Trường hợp tại Thái Lan, một trong những nước sản xuất lúa gạo chính của thế giới, là một ví dụ điển hình. Trước tình hình đó, giá gạo trên thị trường đã tăng vọt lên mức trung bình khoảng 17,3 USD một tạ, cao gấp đôi so với cùng kỳ 3 năm trước. Lạm phát khiến cho khu vực như châu Phi, một số vùng tại Đông Nam Á và Trung Đông ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mang vẻ đẹp bình yên và thơ mộng, làng chài Cửa Vạn thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khiến du khách quốc tế mê mẩn và thường được xếp vào những địa điểm du lịch đáng ghé thăm. Mới đây, làng chài Cửa Vạn được Brightside, website chuyên về khoa học và giáo dục, đưa vào danh sách đề xuất 17 ngôi làng cổ tích đẹp như tranh dành cho những ai đang tìm kiếm sự yên bình và muốn hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Trong đó, làng chài Cửa Vạn đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách này. Nép mình bên vịnh Hạ Long, nơi đây mang một khung cảnh thiên nhiên hữu tình với một bên là núi cao sừng sững, một bên là biển nước mênh mông xanh thẳm. Du khách chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi nhà nổi nho nhỏ xinh đẹp mà không thể tìm thấy nơi đồng bằng. Từng nhiều lần được báo chí quốc tế vinh danh là một trong những thị trấn đẹp nhất thế giới, làng chài Cửa Vạn thực sự là một điểm đến chưa bao giờ hạ nhiệt với khách du lịch. Năm 2012, làng chài Cửa Vạn được website du lịch journeyjet.com đưa vào danh sách 16 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới. Tiêu chí để chọn ra những ngôi làng xuất hiện trong danh sách này là chúng phải cổ kính, có vẻ đẹp duyên dáng và lưu giữ được nền văn hóa truyền thống đặc trưng. Website bình chọn Cửa Vạn bởi đây là nơi hội tụ của cả ba yếu tố quan trọng nhất này. Tại di tích Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng Huế Sport Festival lần thứ nhất năm 2023. Diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, Huế Sport Festival 2023 thu hút sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Ngày hội bao gồm 7 hoạt động chính, giải chạy Huế Half Marathon 2023, giải bóng đá sân 7 người Thừa Thiên Huế, giải đua xe thăng bằng Sprite Racing, tỏa sáng nụ cười Việt, giải đua ván súp Huế Sup Race, ngày hội Huế Zumba Festival, giải quần vợt Thừa Thiên Huế mở rộng tranh cúp bia Huda. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như giải vô địch gôn trẻ thành phố Đà Nẵng mở rộng, giải yoga câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày hội Huế Zumba Festival thu hút hơn 1.000 vận động viên từ các câu lạc bộ Zumba trên toàn quốc, tạo thành một cuộc hội ngộ thực sự của những người yêu thích bộ môn này. Với nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn và thú vị, Ngày hội Huế Sport Festival 2023 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ và tràn đầy năng lượng tại thành phố Huế, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố Festival của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao ở mọi đối tượng, lứa tuổi, góp phần tăng cường sức khỏe và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đang cận kề, việc bổ sung chế độ dinh dưỡng lành mạnh để đảm bảo sức khỏe cho các sĩ tử là rất quan trọng. Cha mẹ cần lưu ý tăng cường các thực phẩm hỗ trợ trí não tốt nhất để con tự tin vượt qua kỳ thi quan trọng này. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong những ngày kỳ thi căng thẳng, các sĩ tử cần nạp một lượng dinh dưỡng lớn gấp nhiều lần thường ngày do hoạt động trí não tiêu hao nhiều năng lượng. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng nên nạp nhiều, bởi có những loại thực phẩm nếu ăn nhiều có thể khiến trí não càng thêm căng thẳng mệt mỏi. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe nhận thức. Để có một trí nhớ tuyệt vời, sĩ tử nên tập trung ăn nhiều các loại thực phẩm giàu axit béo omega 3, chất chống oxy hóa, vitamin B và flavonoid, nhằm giúp cha mẹ và học sinh lựa chọn thực đơn phù hợp. Đây là gợi ý 5 loại thực phẩm nên ăn hàng ngày để có một trí nhớ tuyệt vời. 1. Cá mòi giàu omega 3 giúp tăng cường trí nhớ. Cá mòi tốt cho trí nhớ nhờ hàm lượng axit béo omega 3 cao. Axit béo omega 3, đặc biệt là axit dehydronic, rất cần thiết cho trí não, thích hợp đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nhận thức, bao gồm trí nhớ và sự tập trung. Khoảng 100g cá mòi thường cung cấp từ 1.000 đến 1.500mg omega 3. Cá mòi là một nguồn tuyệt vời của các axit béo thiết yếu này. Chúng cũng rất giàu vitamin B12, rất quan trọng đối với sức khỏe của hệ thần kinh và có thể giúp duy trì trí nhớ tốt. 2. Gan rất giàu vitamin B12, tốt cho hệ thần kinh. Gan động vật chứa rất nhiều vitamin B12, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ thần kinh và chức năng nhận thức. Ngoài ra, gan còn là nguồn cung cấp sắt, một nguyên tố cần thiết cho quá trình hoạt động của não. Trung bình 100g gan bò nấu chín cung cấp khoảng 60-70 microgram vitamin B12. Đây là một lượng vitamin B12 đáng kể vì nhu cầu hàng ngày được khuyến nghị cho người lớn là khoảng 2,4 microgram. Tuy nhiên, gan được khuyến cáo nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải do hàm lượng cholesterol cao. Do đó, chỉ nên tiêu thụ gan khoảng một lần mỗi tuần và không nên ăn nhiều hơn 100g một người. 3. Dầu ô liu rất tốt cho sức khỏe. Dầu ô liu đã được chứng minh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe nhận thức. Mặc dù có vẻ như dầu ô liu không liên quan trực tiếp đến trí nhớ, nhưng dầu ô liu nguyên chất rất giàu axit béo không bão hòa, đặc biệt là axit oleic. Những axit béo góp phần vào sức khỏe của não bằng cách thúc đẩy lưu thông máu tốt và giảm viêm. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy rằng các polyphenol tự nhiên trong dầu ô liu nguyên chất có thể giúp cải thiện một số rối loạn chức năng liên quan đến tuổi tác bằng cách tác động khác nhau đến các vùng khác nhau của não. 4. Quả việt quất rất giàu flavonol giúp não bộ khỏe mạnh. Quả việt quất có nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonol, có liên quan đến tác động tích cực của sức khỏe và nhận thức trí não. Một nghiên cứu giải thích rằng quả việt quất có chứa các hợp chất polyphenol, chủ yếu là anthocyanin, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra, anthocyanin có liên quan đến việc tăng tín hiệu thần kinh ở các trung tâm não, chịu trách nhiệm về chức năng bộ nhớ, cũng như cải thiện việc xử lý glucose. Những lợi ích sẽ làm giảm quá trình thoái hóa thần kinh, do đó duy trì sức khỏe nhận thức và tăng cường hoạt động trí óc. 5. Trà xanh rất giàu hợp chất có hoạt tính sinh học tốt cho trí nhớ. Trà xanh có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như catechin và polyphenol có tác dụng bảo vệ thần kinh và có thể cải thiện chức năng nhận thức. Các nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng cho thấy trà xanh ảnh hưởng đến các triệu chứng tâm lý như làm giảm lo lắng, cải thiện nhận thức và tăng cường chức năng não. Chất catechin có trong trà xanh thúc đẩy tính linh hoạt của não và củng cố các kết nối thần kinh, giúp thúc đẩy trí nhớ và nhận thức tốt hơn.
Thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.